Vâng, xin chào toàn thể anh em audio. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay là ngày 9 tháng 8 năm 2021. Phạm Thức Audio vừa tranh thủ dọn được một con Amly Pioneer 8800 Bắc Đôi và đăng lên sóng luôn cho anh em nóng hổi ăn liền. Con Amly Pioneer 8800 Bắc Đôi này, đây, như các bác nhìn thấy chưa? Không cần nói thêm đúng không ạ? Và những ai có thể chờ đợi được trong một vài ngày vừa qua thì đây là một trong những sản phẩm rất đẹp để anh em có thể siêu tầm về để chơi. Trước tiên là mình sẽ nói về cái ngoại hình của nó, đúng không ạ? Gái xinh nhưng mà phải đẹp. Đấy, mặt nó đấy, góc cạnh mặt của nó đây. Anh em nhìn thấy không ạ? Độ sắc nét. Soi thật kỹ cho anh em nhìn từng cái nút một. Với một cái mặt phay rất chi là đẹp. Nắp vỏ thì sơn xiếc thì ok luôn. Sản phẩm được làm và trau chuốt tỉ mỉ đến từng chi tiết một. Những cái nút nào xước là em đã vắt sang rồi, vắt ra còn khác rồi, để bán mấy nữa sẽ bán thành lý những con đó. Cái nắp của nó đây, màu xanh bộ đội. Nắp này không phải màu đen đâu nhá, màu xanh này. Nước sơn rất chất luôn. Rất chất. Và cái nước sơn đằng sau của nó đây, chữ của nó phải nói là mỹ mãn luôn. Với độ đẹp của nó thì con Amly 8800 Bắc Đôi này, công suất của nó là 150W và chạy điện 100V. Số seri của chiếc Amly này là đuôi cuối của nó là 662. Đấy, để cho anh em nào mua đây, mua nhanh đây, tem của nó đẹp không ạ? Rất đẹp và nuột mắt đây, em đang cắm cổng tuner. Và chắc chắn là nó là sexy vàng rồi. Đấy, mở ra cho anh em ngó nhá. Chạy 4 con sò đô mono nha. 4 con sò đô mono xanh đen. Nách là một trong những thương hiệu nổi tiếng về sản xuất công suất cho những chiếc Amly cổ ngày xưa. Mã của cái này là 587 và 617 màu xanh. Để cho anh em kiểm tra những con Amly của mình xem mà nó độ zin của nó có phải zin không. Nó sử dụng 4 tụ nguồn to cao. Đấy. Hai nguồn điện đen hôi cục mịch, đánh cho từng kênh một. Kênh L đánh một quả, kênh R đánh một quả. Vỉ mạch đây, sạch sẽ, tinh tươm, chiết áp còn sáng bóng. Linh kiện đây, anh em nhìn này, xem độ zin của nó đến đâu. Lòng sắc xì của nó vàng ươm. Mã số khung ở trong đây của nó đây. Đây, số khung của nó bên này nữa cơ, không thấy đâu rồi. Nó thường thường nó có một cái tem dán ở đây này. Dòng Amly này thì anh em biết rồi, nó rất dễ đánh. Bát 25 đổ về là đánh rất tốt. Bát 30 mà những cái loa bình thường thì đánh cũng ok luôn, không phải suy nghĩ. Dòng Pioneer bát tép của nó rất tốt và mượt mà. Quánh phát nào ra phát đấy. Anh em thấy chưa? Gảy một phát nó lên luôn này. Tiếng tép của nó lên tanh thế cơ mà. Và những đòn kích bát chép của nó đây, phải nói thực sự là nhạy. Đây là kênh AB. Bát thép hoạt động hoàn hảo. Rồi, cuối cùng,
Phạm Thức Audio xin phép được giới thiệu đến quý vị và các bạn chiếc âm ly này với cái giá của nó là 5.2 triệu. Chiếc âm ly Pioneer 8800 mắc đôi với một vẻ đẹp của nó là gần như là mỹ mãn đi. Với em thì em thấy nó là mỹ mãn bởi vì em đã từng ngồi lấy cái rẻ và lau mất cái núm này cũng đã mất cha nó gần tiếng rồi. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn đã xem. Ai ủng hộ và thích con âm ly này thì gọi điện đến địa chỉ 468 đường Điện Biên, thành phố Nam Định. Liên hệ Zalo số điện thoại mà em ghi trên tiêu đề. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem và ủng hộ kênh.